Xin chào anh chị và các bạn Hôm nay mình sẽ review lại cho anh chị và các bạn xem về hoa cúc là nhám mà mình trồng ở đây Thì hôm nay là nó bắt đầu nó nở bông rồi Thì mình sẽ quay video đầu tiên cho các bạn xem về những cái bông hoa của nó rất là đẹp Đây là màu đỏ rất là đẹp các bạn ạ Đây là màu hồng Màu cà rốt Đây là màu cà rốt Và đây là màu hồng các bạn này Màu hồng Và bên này là màu tím các bạn này Đây là màu tím nó nở rất là đẹp Và... À, bên này màu đỏ và bông này thì mình thấy khác khác hình như là nó nở nở nhanh hơn đấy đây là những cái bông nó đang còn nở đây đây là màu hồng đấy thì mình trồng ở đây là nói chung là hôm nay là ngày gió quá và um, nó gọi là khí hậu nó khắc nghiệt quá hôm nay là 42 độ thì bây giờ là gọi là 5 giờ chiều thì mình mới ra mình quay video lại review lại cho các bạn xem được Và mình trồng thì hôm qua mình cũng tưới Mấy ngày nay mình tưới thì nó mới sinh trưởng và phát triển như thế này Còn một số loại hoa khác nó héo Ví dụ như cây hoa hồng dương các bạn xem này Nó héo xuống như thế này Thì các bạn biết là cái khí hậu ở miền trung của bên mình là gọi là khắc nghiệt Ở Nghệ An là khắc nghiệt từng nào rồi thì cái hoa cúc là nhám này nó vẫn phát triển tốt các bạn này Giờ tháng 3 âm lịch thì nó vẫn phát triển tốt Loại này thì mình trồng vào trước Tết và sau Tết thì khá là ok Nhưng mà mình trồng vào tháng 3 thì mình vẫn thấy là nó phát triển tốt Chứng tỏ là loài hoa này vẫn sinh trưởng và phát triển tốt à, Loại Loài hoa này thì mình gieo bằng hạt giống các bạn nhé Đây là cái gói hạt giống rồi này Đây là cái gói hạt giống Là hôm trước mình Mình gieo ở đây Thì các bạn xem này đây thì hôm nay là nó sinh trưởng và phát triển như thế này và mùa này thì mình trồng trực tiếp ở dưới đất thì nó mới sống được các bạn xem đi mình. mình trồng ba cây ở trong chậu này nó héo và nó chết tươi luôn này còn mình trồng ra ngoài chậu thì nó mới bắt đầu là nó sinh trưởng và phát triển tốt như thế này được các bạn thấy chưa nên là hoa cúc là nhám này thì nó có nhiều màu khác nhau đây là dạng mix dạng mix Mix là có nhiều màu khác nhau Như hôm nay uh, Lúc nãy mình quay cho tất cả các bạn xem đấy Và hiện tại thì Bên mình đã còn cung cấp hạt giống này Nếu mà các bạn nào cần hạt giống Thì các bạn có thể là kết nối với bên mình nhé Để bên mình tư vấn lại cho tất cả các bạn Xin chào và Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau nhé